Sáng 21 tháng 12 năm 2023, tàu 375 của Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân lai dắt tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi cùng 5 ngư dân về đến thành phố Đà Nẵng an toàn. 5 ngư dân cùng tàu cá được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng để tiếp tục hỗ trợ sửa chữa phương tiện và thăm khám sức khỏe. Trước đó, lúc 7 giờ sáng 20 tháng 12, tàu cá mang số hiệu QNG 94373 của tỉnh Quảng Ngãi với 5 ngư dân hành nghề trên biển thì bị hỏng máy. Chủ tàu là Đặng Nguyên Sang ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã nhờ tàu cá số hiệu QNG 94752 lai kéo về bờ. Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, cả hai tàu cá gặp thời tiết xấu, quá trình lai dắt khó khăn, sóng to gió lớn dễ gây nguy cơ đánh chìm cả hai tàu cá. Lúc này, hai tàu đang ở khu vực thuộc vùng biển cách phía đông bắc đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng 80 hải lý. Khu vực biển có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, độ cao sóng từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Chủ tàu Đặng Nguyên Sang đề nghị ứng cứu khẩn cấp. Sau khi nhận được thông tin, Sở Chỉ huy Quân chủng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân điều động tàu 375 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển nhanh chóng đến vị trí tàu bị nạn. Sau nhiều giờ vượt qua điều kiện sóng to, gió lớn, thời tiết phức tạp, lúc 12 giờ ngày 20 tháng 12, tàu 375 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ, triển khai cứu nạn, động viên tinh thần, thăm khám sức khỏe các ngư dân và chuẩn bị lai dắt vào bờ.